vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ chơi đó là chú thỏ xuân lim nha. Thì với chú thỏ xuân lim thì anh em có thể mang đi lên và đi rừng. Với chú thỏ xuân lim thì về giai đoạn đầu game khá là yếu nha. Về giai đoạn phía sau thì thỏ xuân lim mới cực kỳ là mạnh luôn. Nói chung một xạ thủ cũng được khá là nhiều anh em ưa thích và sử dụng. Thì điểm mạnh của thỏ sơn lim đó là cái lao cơ khí thì choáng cực kỳ là lâu, và lường đám với giai đoạn cuối game trong combat tổng thì cũng rất chỉ là ổn, và bắn tánh thì cũng cực kỳ là thấm, bắn theo phần trăm máu khi kích hoạt đó là chiêu cuối. Thì ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc cũng như là phù hiệu dành cho thỏ sơn lim nhá. Và trận đấu này thì mình vạc thỏ đó là đi rừng. Với thỏ thì quan trọng nhất vẫn là chiêu 1 mà anh em phí trúng ở mặt tâm thì choáng cực kỳ là lâu. Với giai đoạn cuối game thì anh em choáng một phát và nhảy lại bắn hai phát nữa là ngủm luôn rồi. Bên mình mất cái chiến công đầu rồi anh em ạ. Rồi pha này mình lên level 4 rồi thì đi gánh luôn nha anh em. Ok, pha này bắt được này, ôi tem địch lên cao này, khép góc ôi. Mình tưởng là nó lui về ai dè là bị Mina mình kéo lại anh em ạ. Nhưng mà cải kế thì Mina tem mình lên dìa rồi, mình thì cũng có một mạng. Và pha này thì xà thủ văn hiến tem mình thì cũng có thêm đó là một mạng nữa. Bây giờ thì sẽ ăn con rồng nha anh em. Bởi vì hiện tại thì anh em có thể thấy đó là Narok tem địch thì đang trên đường ta thân xế giá. Thì chả dài gì mà mình không ăn con rồng này miễn phí cả, lấy lời thế cho tem. Kèm theo đó thì bây giờ đó là FP và xà thủ của tem địch thì đang trên đường giá. Đây là chắc có lẽ là không thể ngăn cản mình ăn con rồng này. Bùa sánh của nó thì cũng gần ra nhưng mà mình không dám nha anh em. Ví dụ mình mà cầm nà thì mình có thể sáng cướp bùa nó ấy. Còn mình cầm sơ lim thì thôi, đành chấp nhận thôi anh em ạ. Sơ lim thì anh em cố gắng phá một xíu nhá, đi lén hoặc là đi rừng cũng vậy, cố gắng phá một xíu ở giai đoạn đó đầu game. Khi sơ lim có đủ tốc đánh cũng như là có đồ chí mạng rồi thì bắn cực kỳ là phê luôn. Pha này lên gánh đường ta thân này, không biết có hiệu quả hay không thì cũng chết rồi anh em ạ. Lao cơ khí này, choàng trúng không? Uầy, choàng trúng anh em ạ, nhưng mà trúng lại trúng con lính. Pha này thì ép luôn nha anh em, bởi vì hiện tại thì mịt tem địch đó là tu len thì khá là thấp máu rồi, pha này ép luôn này. Quay dính rồi kia. Lao cơ khí dính nhưng mà pha đó thì không đủ đám, nhưng mà pha này thì tem mình quyết định băng trụ rồi anh em ạ. Rồi chắc chắn thì pha này đó là butterfly không có cửa chạy rồi. Ok, pha này quay lùi lại anh em ạ, ná kia. Pha đó thì mất cái quả cầu băng xương luôn anh em ạ, nhưng mà rất may đó là không phải bỏ lại cái mạng. Thì với cái lao cơ khí của sơ lim thì có thể đó là khép góc đối phương cũng rất chưa tốt nha anh em. Nhưng phá ở lao cơ khí đối phương lùi lại và cải kế thì tém minh hành thôi. Ok, tiếp tục túc tiếp lại ăn con rồng. Ôi, thôi xong rồi, pha này bị rồng choáng phát. Lại thêm đó là sức sát thương đến từ tém địch nhiều của anh em ạ. Rồi rồi, pha này liệu có thoát được hay không? Ôi. Thế pha đó ăn được ná rồi nhưng mà cải kế thì bị tú len nó giật điền anh em ạ. Thôi xong rồi, pha đó thì sai lầm rồi, tém địch tập trung đông quá. Hơn nữa pha đó mình bị con rồng nó choáng phát ấy. Nhỏ quá là nhỏ anh em ạ. Tém ơi xin đừng ngu nữa. Văn hình chat kiểu gì không biết. Ôi pha này ăn được bùa anh em ạ. Pha này thì chắc có lẽ bùa sánh không sao đâu.
Bắt luôn, kiếm cái mang chấm dứt. Này thì ghi đú này ulti khá đẹp nhá, nhưng pha này mình được bắn rồi anh em ạ. Uầy, lao cơ khỉ ngu người rồi nhưng không sao cả. Pha này đi, uầy ná tem địch. Pha này mình, rồi pha này chạy đâu. Uầy, quả cầu băng sướng. Này thì quả cầu băng sướng sống. Thì dính cái lao cơ khỉ này. Siêu việt dành cho sơ lím rồi, ná chạy đâu. Choáng này, chạy đâu. Một lần trượt thì cũng phải, đó là vài lần trúng chứ anh em. Nói chung Xuân Lim thì quan trọng nhất vẫn lao cơ khí nha. Anh em có thể thấy đã lao trúng là xác định rồi, không có cửa chạy nữa đâu. Nhưng mà trượt cũng khá là nhiều anh em ạ, cũng không phải dễ đâu. Nhưng chất tưởng ví dụ nhiều khi nó hack nào mình ấy, hoặc là mình hack nào nó nhưng mà nó lại không mang theo nào. Nói chung cũng khá hay, chơi vì tưởng này thì cũng khá hay. Cũng giống như đó là củ kéo cơ tư gật rạc anh em ạ. Kéo trúng thì đông đuôi được, nhờ mà kéo trượt thì thôi sống, đình mệnh. Ok, thì nói chung về bảng ngọc thì sẽ lên bảng ngọc tốc đánh cho Sơn Lim nhá. Ngọc đỏ thì tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy, và ngọc xanh cống vật lý dân giáp thôi, theo thiên hướng tốc đánh. Còn bộ phù hiệu mình sử dụng bộ phù hiệu đó là ma tính nha anh em. Rồi pha này ná có mà chạy lên quần. Với ná tâm này thì nói chung bắt đầu là yếu dần đi rồi. Quá phụt, nói chung với giai đoạn mà khi mình trước có đồ thì ná còn mạnh, chứ giai đoạn có đồ rồi thì ná yếu nhá. Uầy, tem mình đừng bịt lại toán rồi anh em ạ. Rồi pha này lại nhá, chơi luôn này, lao cơ khí này. Rồi dính rồi, uầy dính butterfly rồi, lên rìa này. Uầy pha này được bắn furry rồi anh em ạ, được bắn furry, được bắn mệt nghỉ rồi. Gói double kill nhá. Rồi ná tem địch làm gì đấy. Rồi gươm hành quyết này, hấp tung mình này. Nhưng pha này ná đám bây giờ không được nhiều nữa, mình thì xanh xáo rồi, bắn sập mặt luôn anh em ạ. Lên bảng điểm số này. Thích thì chơi luôn này, thích thì quất luôn này, thích thì đánh luôn, thích thì bắn luôn. Chạy đâu, lao cơ khí này, chạy đâu, hack nào đi. Này thì dính rồi nhá. Chơi luôn. Hơi bị phê luôn anh em ạ, thỏ sơ lý mà được bắn thì hơi bị phê luôn. Với trang bị thì mình sẽ lên theo thiên hướng đó là tốc đánh với chỉ mang rồi. Đó là mình sẽ lên cho nó đó là món đồ đi rừng, đó là cũng bảo tố nhá. Tiếp đến thì dây du mục. Tiếp đến sẽ lên cho nó thành kiếm. Rồi thương xuyên phá, sóng đao bảo táp và giáp hồ mệnh. Những build đồ đó thôi, anh em có thể thấy bằng sóng đao bảo táp, bằng cái cúng tam má cũng được, không sao cả. Rồi pha này tu lên này. Ôi một xíu máu kia. Pha đỏ thì ghi đúng cứu phạt đẹp thôi rồi luôn anh em ạ. Nhưng mà pha này thì cứu thì chạy đâu. Cái tôi cứu đông đôi này. FP rất tốt nhưng mà sơ lim rất tiếc. Lần này ăn màng vượt thời gian thôi. Ôi mình định nhảy sang bên kia bờ tường mà nhảy qua anh em ạ, ngu người. Ok pha này đánh được. Trúng vậy, trúng rồi anh em ạ, nhưng mà trúng con quái. Sơn Lim thề đến giai đoạn này rồi thì được bắn hơi bị phê luôn. Đặc biệt thì có đó là lao xuyên thấu nữa nha anh em. Qua vài đòn đánh thương thì Sơn Lim xuyên thấu luôn. Hay trong combat tổng mà xuyên thấu phạt thì thêm chỉ mang nữa thì báo phê luôn. Quẩy lại dính rồi, có mang rồi anh em ạ. Bắn nệ. Uầy Bitu bắn đau quá. Ok thì bây giờ sẽ ép trụ tem địch nha anh em, không cho tem địch thở nữa, không cho tem địch sánh nữa ấy. Ná này, một bắn này, uầy. Rồi, một bắn, hai bắn, uầy. Rất chi là nhẹ nhàng anh em ạ.
Rồi là xạ thủ của tém đi không kịp phản ứng luôn ấy, với chất tường gió nữa thì 1-2 bắn uầy, 12 bắn ấy, thêm bắn nữa là ngủm đấy đấy. Nhưng mà pha này thì mình quá là thấp máu rồi. Thì bây giờ sẽ về phá một xíu nữa và lại ăn con ta thân xế ra và lên kết thúc trận đấu nhưng em không giấy dứa nữa nhá. Về lịch game thì gióm tém nó cũng sát thương quá là khủng ấy. Ok, bây giờ ăn ta thân xế giá nha anh em, hiện tại thì chắc có lẽ là tém địch không ra ngăn cản được. Bởi vì na tém địch thì bên mình có sai rồi. Hơn nữa thì thể lính lên cao thì tém địch mà ra và thì có sai nên là pha này ăn con ta thân này dễ. Ok, con bạc đừng bị tranh em ạ. Rồi rồi, pha này láo đấy, uầy. Mình tưởng là tú lén vào bùi IZ là nó chơi anh em ơi. Pha này được bắn free rồi anh em ạ. Được bắn rồi, double kill này kiếm mới qua đao kill hay mega kill anh em ạ. Lên rìa này, rồi chạy đấu ơi, không cùng anh em ạ, ngu người. Đối pha thì ném cũng hay mà đối pha thì ném mà hơi bị ga luôn anh em ạ. Ôi, kẻ địch đầu hàng mất rồi. Và trận đấu kết thúc ở đấy nhá. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye.